Tay trái túm
họ xài là được rồi, tập con thật chắc bụng ạ. Thật chắc bụng ạ, đúng rồi. Chỉ cần lâm khỏi sàn, có thật chắc bụng rồi, tuyệt vời ạ. Giữ đi. 5, rồi. 4, 3, 2, và 1, rồi từ từ hạ xuống đi ạ. Kéo chân ạ. Vẫn thêm một chút. Giữa mỗi chân ra, đưa tay về phía trước. Đi thở đều. 5, có thể di chuyển chân. Di chuyển chân của mình. Tập cho khớp gối ạ. Vừa bụng vừa gối. 9, 4, 3, 2, và 1, rồi ôm. Ôm gối này, quẩn. Rồi từ từ lên, bắt chéo chân, chống tay xuống sàn. Bắt chéo chân, chống tay xuống sàn. Bước hai chân ra sau, hình thành cánh tả. Kéo dài tấm phản, siết chắc bụng đùi. Rồi nâng vai lên ạ. Giữ tấm phản của Nga, nâng hông lên. Hông chắc vào. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ ngồi xuống, hạ ngồi xuống. Trường lên, hít vào. Thở vào đi, rồi thở ra. Bật bềnh gót chân đi ạ. Rồi từ từ tách chân ra 2 mét hạ. Tách hai chân ra 2 mét hạ. Đẩy mông ra phía sau của góc này ạ. Đẩy mông phía sau đây có góc nha. Được ạ. Đẩy mông phía sau đây ạ. Dướng người ra với tay ra phía trước. Đẩy mông ra sau để gối dài lưng dài. Đấy nha, cái phần này mình để thẳng với nhau nha. Khó quá thì chụm gối, cái gối nha. Thẳng đây, gối thẳng. Gối dài, gối ra. Đúng rồi. Cô Nga đẩy không về, đẩy người về phía sau một chút nữa. Cô Hội đẩy người về sau một chút nữa. Vừa lưng hông. Rồi. Thử đều. Chỉ biết đẩy người ra sau nào. Lùi tay về sau một tí nào. Lùi tay về sau. Đấy, đẩy chân, đẩy hông ra sau đấy. Đẩy nữa. Đẩy nữa. Nữa. Đúng rồi. Làm sao cái chân của mình thẳng đố. Dừng. Hít thở đều. 5. 4. Cứ view mông ra sau nha cả nhà. Cô nha, view mông ra sau cảm nhận lưu giãn nha. Hoa mắt chóng mặt thì mình ngẩng mặt lên ạ. Nha. Nhớ là đẩy ra sau này. Cái vùng cơ đùi sau rất là căng. Cô Lan dịch tay ra sau nữa ạ. Cô Lan đi tay ra sau. Đi tay ra sau, đẩy mông ra sau nữa. Đẩy hạ cái mông ra sau. Đấy, đẩy ra sau. Nữa đi nào. Nữa. Nữa đi ạ. Nữa. 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 Chân mở rộng ra nữa đi ạ. Rồi đó. View. View cái ngực ra. Mở cái ngực ra. Mở cái ngực. Đẩy cái mông view ra sau. Đúng rồi. Với cảm nhận cái mông hướng lên cao ạ. Xếp đùi và duỗi gân theo chân ạ. 5, 4, 3, 2, 1. Bây giờ từ từ này, ngẩng mặt lên. Ngẩng mặt lên. Hít vào đây ạ. Ngẩng mặt lên, hít vào. Thở, thả rơi người xuống. Chống tay lần nữa, hít vào. Thở, thả rơi. Lần cuối chống tay, hít vào. Thở, thả rơi. Rồi từ từ chống tay dưới người ra về phía trước, hít vào. Thở ra thật hết to, thật chắc bụng. Siết chắc đùi.